vô tiêu nhiều, có tác động trực tiếp làm cho có một số phản ứng xảy ra, trong đó thì sẽ dẫn đến là gì, sẽ dẫn đến là cảm thấy dẫn đến hiện tượng viêm. Và cái lý do thứ hai mà cũng gây ra hiện tượng viêm là bản thân các tế bào ung thư này nó sẽ biểu hiện cái tế bào cắn, cái tế bào cắn đó nó sẽ giúp cho cắn với cái gọi là cái tế bào viêm này luôn. Thành ra như vậy đây là lý do vì sao mà thế mà nó xuất hiện vô tiên điệu thì như vậy là nó sẽ là có thể gây tổn thương cho cái tế bào ung thư này. Nhưng mà vô tiên điệu đầu tiên là do cái gì, các em? Do là thường là do cái ở cái tổn thương của cái cầu thận trước, thường nó như vậy nha. Nhưng mà khi mà cái protein mà nó xuất hiện trong dịch lọc thì bản thân nó lại trở thành một yếu tố gây viêm ở những đoạn sau của cầu thận, cụ thể là nó gây tổn thương cho tế bào cầu thận này. Đó là hiện tượng thứ hai mà chúng ta cần lưu ý. Như vậy là đầu tiên chúng ta có tăng độ lọc cầu thận và những cái nepho còn hoạt động, và tăng độ lọc cầu thận này sẽ dẫn đến sơ hóa các con mạch cầu thận. Hai là có cái protein niệu là bắt đầu là do cái màng lọc đó. Bây giờ là nó vì lý do là nó để thoát ra cái protein thì protein nó sẽ trở thành nó độc tính với lại cái bảo thận. Cái vấn đề thứ ba ở trong cái suy thận mạng là bây giờ cái tình trạng viêm này đó, cái tình trạng viêm này là bây giờ một cái tế bào nó bị tổn thương thì trên nguyên tắc là nó sẽ phải hoại tử, nó sẽ chết, nó chóc ra. Đó là một cái gọi là một cái tế bình thường, và không ở trong tình trạng viêm thì cái tế bào nó bị tổn thương này nó không có đi theo cái gọi là cái quy trình bình thường như này, mà nó sẽ trở thành gì, nó sẽ chuyển đổi từ một tế bào biểu mô ống thận, nó sẽ trở thành tế bào trung mô. Và tế bào trung mô này nó lại có vai trò là gì, vai trò là bài tiết ra cái chất xơ, tức là nó sẽ gây xơ hóa luôn, gây xơ hóa luôn cái ống thận. Như vậy mà đã sơ hóa là không có hồi phục lại được. Khi nào mà các em thấy là một tế bào nó bị chết, nó được thay bởi một tế bào mới, người ta gọi đó là cái sự sửa chữa tế bào. Và bây giờ nó thay bằng một cái mô sợ ở đây, mô sơ ở đây thì sao mà sửa chữa gì? Thì khi đó ta thấy là cái tế bào biểu mô thật do cái tình trạng viêm mà do protein nhiều gây ra, nó sẽ trở thành một tế bào trung mô, chuyển thành một tế bào sinh sản và nó gây sơ hóa, thì lúc đó là không còn tổn thương nữa. Như vậy có thể nói là ba cái hiện tượng mà nó làm cho các nepho càng ngày càng có nhiều nepho không hoạt động được nữa. Đó là, thứ nhất là sơ hóa cầu thận, thứ hai là tình trạng viêm, viêm tế bào và đưa đến cái hoại tử của tế bào ung thận. Và thứ ba nữa là trạng sơ hóa, tức là làm sẹo, chứ không phải là thay thế những tế bào mà ống thận bị hư thành một tế bào thận mới đâu. Ở đây thì là một cái slide cho các em thấy là nó sẽ là chi tiết hơn thôi, tức là nó sẽ chia ra làm năm cái hiện tượng ở đây, còn cái kia tôi gom lại thành ba hiện tượng chính thôi. Ở đây các em sẽ thấy là năm hiện tượng, thì em nào muốn coi kỹ hơn sẽ coi cái đó. Rồi như vậy thì mình thấy rằng là cái cầu thận đó, khi nó bị tổn thương thì nó sẽ làm để thoát cái protein niệu, và nó gây ra một loạt các cái sự gọi là ảnh hưởng lên cái ống thận. Và bây giờ bản thân cái ống thận khi mà trong tình trạng suy thận mạn nó sẽ thay đổi như thế nào? Đầu tiên là đối với sự hấp thu, ta hấp thu natri đó, thì người ta thấy rằng là khi mà cái CFA nó giảm, tức là mình có cái tình trạng suy thận đó, thì CFA nó giảm thì ống thận như vậy là nó sẽ cố gắng là gì, nó sẽ là làm giảm máy hấp thu natri tại ống quanh hông lê của đường xa để chi. Và tại vì nếu mà CFA giảm thì bây giờ mình phải làm sao là mình bài xuất natri ra nhiều hơn, nếu không mà các em còn giữ lại nữa thì nó sẽ là gây là phù. Thành ra vậy là trong trường hợp mà ống thận, trong trường hợp suy thận mạn, nó sẽ tăng bài xuất natri, và ở ống thận thì trong cái bệnh mà tiến triển thì vai trò của AMP rất là quan trọng. Lúc đó người ta thấy rằng là AMP bình thường ra nó phải làm tăng bài xuất natri, nhưng mà khi mà tình trạng tiến triển thì nó sẽ ống thận nó sẽ không có chịu tác động của cái
ai quên như trước nữa, thành người ta làm cho như vậy là lúc đó là mới đầu thì tăng lãi suất nạp tiền để bù trừ, nhưng mà sau đó thì là lại là làm giảm lãi suất nạp tiền, đó thế vì là giữ nước lại. Đối với kali, đối với kali người ta thấy rằng là khi bài tiết đa giảm thì kali nó sẽ không được bài tiết ra thì nó sẽ tăng lên, và khi nó tăng lên thì nó lại kích thích cái aldosterone. Đó, thì aldosterone như vậy sẽ giúp như vậy là bài tiết kali ra nhiều hơn. Đó thì đó là cũng là một phản ứng để mà có thể bù trừ đấy. Rồi bây giờ hồi nãy chúng ta nói được là một cái thận bình thường thì nó phải có khả năng thu đặc hay là pha loãng tiểu, tùy theo là tình trạng của chúng ta là ở trong tình trạng là tăng thể tích hay giảm thể tích, hoặc là tình trạng tăng áp suất thẩm thấu hay là giảm áp suất thẩm thấu. Thì tùy theo tình trạng đó thì thận nó sẽ đáp ứng một cách phù hợp. Ở đây em thấy là khi nó suy thận rồi thì nó mất khả năng. Giờ mình có bị giảm thể tích thì nó cũng không có tác thu được nước nhiều hơn, hoặc là nước tiểu nếu mà ví dụ như giảm thể tích thì là cái nước tiểu thải ra phải nước tiểu vô đặc, bây giờ nó sẽ không làm được chuyện đó. Hoặc là nếu mà mình cho mình uống nước vô nhiều thì cái nước tiểu ra phải nước tiểu loãng thì nó không làm được chuyện đó. Và ta sẽ thấy rằng là cái nồng độ thẩm thấu của nước tiểu nó sẽ ở cái mức cố định, chứ nó không phải là thay đổi theo cái tình trạng của cơ thể nữa. Và như vậy là người ta thấy là với một cái tại sao nó lại cố định như vậy, thì người ta thấy là lúc đó đêm không mà nó còn hoạt động, nó bắt buộc là nó phải thải ra một cái lượng chất hòa tan nào đó. Là vì sao? Bởi vì hàng ngày chúng ta ăn vô, hàng ngày chúng ta uống vô, vì làm sao để mà cân bằng cái lượng mà vô và ra như vậy. Thận nó bắt buộc là nó phải thải ra, mà nó tăng cái là rất là đêm không mà nó còn ít, mà thành ra là những cái đêm không này nó phải làm sao nó tăng cái bài xuất ra, mà tăng bài xuất cái hòa tan ra có nghĩa là phải cần nó nhiều nước hơn. Cho nên là như vậy là nó sẽ không có cái khả năng mà thay đổi cái nồng độ thẩm thấu của cái nước tiểu theo cái tình trạng cơ thể nữa. Rồi bây giờ đối với lại tác dụng của những hormone như vasopressin thì như vậy là nó cũng không có nhạy cảm nữa. Ở đây có thể tóm tắt một điều là gì? Với những sự thay đổi về thể tích hoặc là áp suất thẩm thấu của huyết tương thì thận nó không đáp ứng nữa. Mà bây giờ cái nồng độ thẩm thấu của nước tiểu là cố định, ở những nơi không còn tồn tại là cố định chứ không thay đổi nữa. Bây giờ có hai cái thông số mà người ta sẽ thấy là nó sẽ tương ứng với lại cái mức độ mà giảm được nên không hoạt động, đó là QE và creatinine. Ở đây các em có thể thấy là ở đây có GFA này, ở đây là một creatinine và đây là một QE này. Thì GFA mà càng nhỏ bao nhiêu thì cái nồng độ của hai cái thận này càng tăng bấy nhiêu. Do đó có thể nói là người ta có thể là theo dõi bệnh thận bằng cách là đo nồng độ creatinine và đo nồng độ QE. Nói chung là hai cái này thay đổi theo mức độ giảm cái số lượng tiết không. Thì đối với toàn điểm, chúng ta thấy rằng là ở trong cái thận mạng đó, thì các tế bào ống thận nó cũng không có hoạt động để mà duy trì thăng bằng toàn điểm. Mà vì sao nó giảm cái bơm hắt cộng này là thế, tại vì nó còn lại ít mà. Như vậy là số lượng nó hoạt động này giảm. Hai là số lượng cái việc mà sinh cái vitamin đó, tạo ra vitamin để mà từ đó tạo ra H4 cũng giảm xuống. Rồi là tái hấp thu CO3 trừ thì bây giờ nó tắt, nó sẽ không có tái hấp thu, tại vì nó không có bài tiết bất cập thì làm sao mà nó tái hấp thu CO3 trừ được. Thế ra vậy là trong suy thận mạng thì là tế bào ống thận nó cũng không còn cái chức năng gọi là duy trì. Rồi giờ đối với canxi và phosphat thì các em đều biết, hồi nãy tôi hỏi các em là cái hormone nào mà cũng được bài tiết bởi thận đó, thì trong đó có cái 1,5 dihydroxycalciferol hay còn gọi một tên khác là canxi cation. Như vậy thì các tế bào ống thận mà giảm thì đương nhiên là nó cũng giảm sản xuất canxi cation này, mà canxi cation rồi nó có vai trò trong hấp thu canxi tại ruột. Do đó bây giờ bệnh nhân này như vậy suy thận mạng thì không có giảm hấp thu canxi tại ruột. Thứ hai là cái thận nó cũng có vai trò là bài xuất phosphat nữa. Bài xuất phosphat thì bây giờ nó giảm xuống, nó không bài xuất phosphat được, thì nồng độ phosphat ở trong máu sẽ tăng lên, và nồng độ phosphat nó tăng lên thì nó gắn canxi nhiều hơn, cho nên là canxi ở trong máu sẽ giảm, nhông hóa sẽ là giảm xuống.
tình trạng giảm canxi máu này sẽ kích thích gì? Kích thích cái tuyến cảm giác và tiết ra PTH. Và PTH đối với tình trạng giảm canxi máu nó sẽ làm cho xương nó phóng thích canxi ra. Đó, thành ra như vậy sẽ đưa đến gì? À, sẽ đưa đến là cái xương sẽ bị loạn xương. Nó sẽ canxi từ xương sẽ bị huy động ra ngoài. Như vậy nó tóm lại là gì? Nó tóm lại là ở bệnh nhân suy thận mạng nó có những dối loạn sau đây: thứ nước và muối. Em hiểu được không? Tại sao thứ nước và muối không? Nên em thử giải thích cái này cho tôi hiểu ra là tại sao thứ nước và muối. Khiến cho người dân giữ nước và giữ muối, người giữ muối trước thì nó hợp lý hơn. Giải thích theo cơ chế mà phục đưa GFE trở lại bình thường qua quét đặt hoặc là quét đặt thì nó quay nhánh mà theo của angiotensin 2 thì thì cơ chế phục hồi quét đạt thì nó sẽ kích thích tiết rèn linh và tạo hình thành angiotensin 2. Angiotensin 2 thì có nhiều tác dụng như là nó co tiểu động mạch ra và hoặc là kích thích tiết estrogen thì cả hai đều giúp tái thu muối và kéo thêm nước. Và nước.
sao để lên được. Rồi cái gì nữa? Tiếp theo là cái giờ tăng kali thì sao rồi? Tăng ure. Tăng ure là sao? Em nhớ lại chỗ nào trong thập thì nó sẽ tái hấp thu ure. Thiếu cái natrium không làm cho được hấp thu được
canxi, hai nữa là phosphat không được bài tiết thì nó sẽ gắn canxi nhiều hơn thì lượng của canxi nó vô quá sẽ giảm. Đó thì mấy cái do đó ra cái thấy người bị suy thận mãn họ có rất nhiều cái rối loạn đúng không? Có rất nhiều cái rối loạn. Và trong đó mình phải nói rằng là cái rối loạn tăng kali máu là cái này chúng ta là nguy hiểm nhất. Nha, nguy hiểm nhất. Rồi đây là một cái cho các em thấy là những cái triệu chứng là có thể có bệnh nhân mà bị suy thận mãn, em có thể không có biết những cái triệu chứng thì đó có thể những triệu chứng gì, bệnh nhân này sẽ bị gì nè, nếu nó bị triệu chứng thì có thể suy ra triệu chứng gì. Chắc chắn người suy thận mãn sẽ phải gì, giảm nước tiểu đúng không? Chắc chắn họ phải là Thì mất đi những cái thứ lại tăng những cái máu
nhưng mà thật ra nếu thì trang tí là mình nói là trên lý thuyết mình suy ra như vậy, nhưng mà thực tế còn nhiều cái sắc tối hơn cũng phải dễ là đâu. Bây giờ chúng ta nói sơ vào cái sự thay thần nhân tạo này, như vậy là khi đến giai đoạn suy thần mạng, trang biết là nó không hồi phục đó, là mình thận ngưng hoạt động, đúng không? Tức là số lượng đề phong càng không hoạt động ngày càng nhiều. Bây giờ đến cái lúc mà thì người ta phải cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, thì nguyên tắc của chạy thận nhân tạo là gì? Là làm sao đem lọc máu như là một cái thận bình thường. Đó, nên vậy là người ta thấy ở đây là người ta cho vô, người dùng một cái gọi là dùng một cái dung dịch phong nè, không? Người ta mới cho đi qua, trong máu ở đây là người cho đi qua cái một cái bàn. Màng này nó giống như cái màng lọc cầu thận vậy đó. Đó, thì nó cũng cho ra như vậy là những chất nào thải ra nó cũng phải cho thải ra, thải hết rồi. Đó, như vậy là khi mà cái máu nó đi qua cái này thì nó sẽ trở thành là một cái dịch lọc, nhưng mà người ta sẽ cho trở lại, đưa lại trở lại vào trong cơ thể của bệnh nhân. Như đây tức là như là các em có một cái quảng thận nằm ở phía ngoài cơ thể vậy thôi. Nhưng mà khi mà cái quả thận này đương nhiên là sao nó không thể nào giống như quả thận bình thường của mình được, đúng không? Mà mục đích như này thì chúng ta cũng cho đi qua một cái màng đó có thể là lọc chất vào động thải ra rồi lọc máu nước đi đó, sau đó thì đưa trở lại cái khi lọc nó máu đã được lọc rồi trở lại trong cơ thể đó. Thank you.